Đây là chương trình luật di chú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 9 của năm 2016 và chương trình luật di chú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Nếu quý vị ở thành phố Houston thì đó là đài truyền hình uh, Việt Face và nếu mà quý vị ở khu vực Dallas thì đài truyền hình Việt TV. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có phần sau đây đầu tiên thì cho Tuấn đề cập về cái vấn đề tình trạng bảo lãnh theo cơ sở thương mại đó là eb ưu tiên thứ ba trong cái vấn đề cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên. Rồi Tuấn sẽ tiếp đón tất cả cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Rồi phần 2 của cái chương trình thì mình sẽ có cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2016. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị để gọi vào cho chương trình chiều tối nay, số điện thoại là số toll free 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Suốt cả cái thời gian vừa qua, cho dù là mấy cái ngày lễ giống như lễ lao động, thì Tuấn nhận được rất là email và rất là nhiều cái điện thoại của quý vị. Especially email của quý vị từ bên Việt Nam gửi qua cho Tuấn. Hỏi về cái vấn đề cái diện, Đi uh, định cư theo cái chương trình lao động EB3 Là lao động theo cái vấn đề bằng cấp Professional Hoặc là skill, nghề nghiệp Hoặc là những cái tình trạng khác uh, Rất là nhiều cái môi giới ở Việt Nam Hoặc là cái dịch vụ Việt Nam quảng cáo về cái vấn đề này Ngoài cái vấn đề chương trình đầu tư Đây là cái chương trình lao động để định cư Có thể săn theo cái loại trường hợp ưu tiên 3 Của cái hồ sơ lao động Thì Tuấn nghĩ rằng là mình sẽ mấy lần trước Tuấn đã đề cập rồi nhưng mà kỳ này Tuấn muốn đề cập lại là nó rất là quan trọng là quý vị phải hiểu sơ qua là như thế này là cái luật di trú Hoa Kỳ cái luật di trú Hoa Kỳ nó vẫn căn cứ vào cái mối quan hệ thì thường thường mình có thể mình phân chia ra ba trường hợp à, gia đình nghĩa là cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái fiancé thì cái quan hệ đó để cho người ta định cư. Trường hợp thứ hai là cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên. thì cái đó là vấn đề qua cái vấn đề thương mại, à, trong đó nó gồm có cái vấn đề đầu tư nữa. Còn một cái trường hợp nữa thì cái này mình đã thấy nhiều trong cộng đồng của chúng ta là mấy cái trường hợp mà tự người ta được định cư giống như là người ta đi theo cái chương trình tị nạn hoặc là chương trình nào đặc biệt đó. Cho nên khi mà quý vị nói tới cái vấn đề diện định cư theo lao động thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng cái chính và cái quan trọng nhất là phải có một cái cơ sở ở trong nước Mỹ cơ sở trong nước Mỹ chính thức cần một nhân viên đó mà không có tìm ra được ở trong nước Mỹ hoặc là thiếu sót trong nước Mỹ để có thể yêu cầu Bộ Lao động, Sở Lao động sở di trú để cho người ta được mướn người nước ngoài vào. Khi mướn người nước ngoài vào bắt buộc phải trả người ta theo cái mức độ của cái quy định của Bộ Lao động cho cái khu vực của cái 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 thời điểm đó hoặc là khu vực chỗ cái cơ sở đó. Cho nên đây là một cái cơ sở ở trong nước Mỹ có sự nhu cầu tại vì không tìm được nhân viên ở trong nước Hoa Kỳ hoặc là thiếu sót nhân viên ở trong nước Hoa Kỳ để làm những cái việc đó. Cho dù việc đó là những cái gì đòi hỏi phải có bằng cấp giống như là kỹ sư kế toán hoặc là những cái nhân, những cái việc làm giống như là cái gì mà gọi là nghề nghiệp mà đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm giống như thợ bếp, thợ nấu, thợ tiện, thợ điện hoặc là những cái trường hợp khác mà không cần nhất thiết phải 2 năm. Nhưng mà, nhưng mà khi bắt đầu mà có cái nhu cầu mà không có đủ kinh nghiệm hoặc là thiếu kinh nghiệm hoặc là ít kinh nghiệm thì thường thường cái nhu cầu đó nó ít hơn cho nên mỗi lần mà cái cơ sở bên này muốn bảo lãnh thì người ta phải làm thủ tục gọi là chính trị huấn nghệ labor certification thì người ta phải trình bày là người ta đã đăng báo hoặc là quảng cáo rồi không có nhân viên đó uh, liên lạc để tìm cái việc làm đó thì cái thời điểm mà quảng cáo hoặc là tìm phải ít nhất là 6 tháng. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề bảo lãnh một cái vấn đề việc làm mà không có phải là chuyên nghiệp hoặc là những cái gì mà đòi hỏi ít hơn 2 năm kinh nghiệm thì thường thường khi người ta đăng báo cái cơ sở đăng báo đó thì rất là nhiều người sẽ yêu cầu cái việc làm đó. À, cho nên có những cái trường hợp người ta lại ít nhu cầu giống như là vấn đề nông trại hay như thế nào đó nhưng mà đa số càng ít kinh nghiệm càng ít à, à, chuyên nghiệp hơn thì khi mà đăng báo thì sẽ có nhiều người đây có cái nhu cầu đó à, trở lại cái vấn đề mà tôi thấy ở bên Việt Nam là nhớ rằng là đây không phải không phải là cái cơ sở ở bên Mỹ trực tiếp mướn người ta đây là những cái trường hợp nó gọi là broker là cái môi giới hoặc là cái dịch vụ người ta tìm cho cái cơ sở bên này thì nó rất là nguy hiểm. Lý do tại sao? Tại khi mà mình bảo là định cư nha, định cư chứ không phải là lao động. Lao động là những cái visa tạm thời làm việc ở đây. Mà khi bắt đầu làm việc định cư rồi thì cái cơ sở đó phải làm việc, phải cam kết trong những cái hồ sơ của bộ lao động và Sở Di Chú về cái mức lương về cái khả năng của người ta mà thường thường nói về cái vấn đề mà à, xin lao động theo cơ sở thương mại Employment Based Immigration đa số 31% một trong ba hồ sơ là Sở Di trú hoặc là Bộ Lao động sẽ xuống và kiểm tra cái cơ sở đó sẽ xuống và kiểm tra và dĩ nhiên nếu mà đây là cái công việc của người ta đòi hỏi ít hơn về cái vấn đề kinh nghiệm thì cái phần trăm mà kiểm tra nó càng cao hơn. Đó, trở lại cái chính mà tốn muốn nhắc cho quý vị, nhất là quý vị theo dõi chương trình ở bên Việt Nam. Chương trình định cư theo lao động nó có EB 3 nó có và tất cả cái chi tiết này đều trong cái website của Sở Di trú hết, USCIS.gov. Bất cứ cái gì mà liên quan về mặt luật di trú Hoa Kỳ đều có trong cái website của sở di trú hoặc là bộ lao động uh, uscis.gov là của sở di trú còn state.gov là của bộ ngoại giao thì nó có đầy đủ chi tiết này cho quý vị tìm hiểu hết nhưng mà ngược lại nhớ rằng nó phải có cái mối quan hệ và cái mối quan hệ nó phải khớp với nhau nếu mà quý vị đi qua một cái broker hoặc là cái môi giới coi chừng về cái vấn đề người ta có chính thức làm việc cho cái cơ sở đó hay không hay là cơ sở đó chính thức có cái nhu cầu đó hay không tại vì tất cả cái giấy tờ và tất cả cái trách nhiệm trên mặt luật lao động và mặt luật di trú đều nằm với cái người đều nằm với cái cơ sở ở trong nước Mỹ hết cho nên cẩn thận khi mà đi qua mấy cái này chương trình EBT có nhưng mà phải cẩn thận khi làm việc với cái broker hoặc là cái môi giới. À, chi tiết hơn vào cái website của Sở Di trú hoặc là Bộ Ngoại giao. Và bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tiểu, chiều tối nay. Và số điện thoại là số toll free 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Vài cái nhắc nhở nữa là khi quý vị gọi vào rồi làm ơn chuẩn bị cái câu hỏi và cái đề tài của quý vị. Và nếu mà cái câu hỏi và cái đề tài liên quan về cái mặt luật C-SPA bảo vệ cho trẻ em, thì nhớ cái chi tiết nó càng rõ ràng thì Tuấn cố gắng trả lời càng chính xác cho quý vị. Nhớ rằng đây là một cái chương trình để cung cấp và cập nhật tất cả những cái tin tức và những cái gì liên quan về cái mặt luật di trú cho quý vị nó không phải là một cái chương trình mà có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp với luật sư quý vị cho nên lúc nào tuấn cũng khuyến khích quý vị nên trực tiếp tham khảo với luật sư quý vị hơn và bây giờ cho tuấn xin mời đường dây đầu tiên đó là cô Chính ở Dallas Fort Worth xin mời cô Chính lên tiếng đi ạ dạ uh, thưa là chị Tuấn, tôi muốn hỏi con tôi bảo lãnh ạ uh là tháng 4 2012 rồi kể như chú chấp nhận là tháng 9 2013 đó luật sư tướng tôi vô muốn hỏi hai câu hỏi cho luật sư tôi. Dạ vâng. Cô chính cái này là dạ. ai bảo lãnh cho ai ạ? Dạ tôi bảo lãnh cho con trai tôi nó độc thân á. Dạ vâng, trên hay dưới 21 tuổi ạ? Dạ trên 21 tuổi luật sư. Dạ vâng và cô chỉ có thẻ xanh thôi phải không ạ? Dạ, uh, tôi có thể sanh 10 năm á. Dạ vâng. Cho nên con trai cô vẫn còn độc thân đang ở Việt Nam, phải không cô ạ? Dạ, dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cô chính cô còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ không. Dạ, cảm ơn cô. Và cô có thể cướp điện thoại được. Cô chính... À, uh, Câu hỏi về cái tình trạng ưu tiên 2B. 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Hồ sơ của cô nộp vào là tháng 4 năm 2012 chấp thuận là tháng 9 năm 2013 cho nên cái hồ sơ này là cái ngày thứ tự của cháu là cái ngày mà sở di chú nhận hồ sơ của cô là tháng 4 của năm 2012 cho nên thứ tự hồ sơ của cô là tháng 4 năm 2012 sở di chú đang phỏng vấn xin lỗi bộ ngoại giao đang có quyền phỏng vấn những hồ sơ trước ngày 15 tây tháng 3 năm 2010 trước ngày 15 tây tháng 3 năm 2010 hồ sơ của cô là tháng 4 năm 2012 thì nó còn khoảng 2 năm trở lên và Bộ Ngoại giao hoặc là trung tâm visa đang yêu cầu đang yêu cầu chuẩn bị hồ sơ cho phỏng vấn ưu tiên 2B là tháng 2 của năm 2011 hồ sơ của cô tháng 4 năm 2012 cho nên nói tóm tắt lại hồ sơ của cô còn trên 2 năm với có thể được phỏng vấn khoảng một năm mấy thì cô sẽ có thể chuẩn bị hồ sơ cho cháu à, cảm ơn cô chính rất là nhiều và tiếp tục khu vực Dallas forward cho tuấn xin mời cô thủy hoặc là cô thúy xin mời cô lên tiếng lên tiếng đi ạ dạ lâu xin chào luật sư dạ vâng mời cô dạ cho em hỏi thăm là tại vì em hôm đưa trước em có nghe một cái chương trình luật sư nói giúp uh, có làm giúp đỡ những cái người mà bị từ chối hôn dẫn đó dạ vâng Dạ. thưa cô cô đi thẳng vào cái thắc mắc của cô đi ạ dạ, cô đi thẳng vào cái thắc mắc của cô em đi thẳng luôn dạ tại vì em có anh rể em không bị uh, từ chối nhưng mà em có gọi với văn phòng luật sư em gặp mấy cô okay. uh, nhưng mà cô nói là xin cái hẹn với luật sư mà sao không thấy gọi lại Ok, để cô cho tôi biết em gặp để cho tham khảo ok cô thủy đi thẳng vào cái chi tiết đi ông anh rể tại dạ, sao không, bị từ, em từ chối với lại luật sư cho em cái hẹn ok cảm ơn cô thủy Thì rất là nhiều ha OK, cảm ơn cô Thủy. Thưa quý vị, um, có nhiều quý vị gọi trực tiếp cho tôi tại văn phòng hoặc là email cho tôi, không có cách nào mà tôi trả lời kịp hết cho quý vị. Um, nếu mà quý vị ở xa thì quý vị welcome email cho tôi hoặc là để lại cái message tôi cố gắng gọi lại cho quý vị. Nhưng mà cho cái chương trình này, cho cái chương trình này chiều tối nay, nếu mà quý vị nào có thắc mắc thì làm ơn gọi vào số điện thoại. 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Cho Tuấn xin mời chú Tony ở Mississippi. Xin mời chú Tony lên tiếng ạ. Chú Tony, mời chú lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời chú ạ. Thưa chú, chú đang trực tiếp với luật sư Tuấn ạ. Đây là chương trình luật trí chú với nhập tịch. Thưa chú Tony, chú có thắc mắc gì cho tôi giúp cho chú ạ? à, ờ, tôi có hai đứa con ở Việt Nam á, nhưng mà tôi không, 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 không có tên tôi. Dạ vâng. Bây giờ tôi bảo lại không. Dạ vâng, đây chú có hai đứa con ở Việt Nam, nhưng mà chú không có kết hôn mẹ cháu phải không ạ? Dạ phải. Dạ vâng, hai cháu nó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi chú Tony? Một đứa 16, một đứa 14. Dạ vâng, hai đứa con này cùng một người phụ nữ hay là khác hai người phụ nữ ạ? cùng một phụ người phụ nữ. Dạ vâng. Thưa chú Tony chú có thẻ xanh hay là có quốc tịch? Đó? Có quốc tịch trước khi xanh lấy đến đó. Dạ vâng. Và chú có tính gì với mẹ của cháu nó hay không? Dạ Không, okay. không muốn sống hai người không muốn sống với nhau. Dạ vâng. Nhưng mà muốn đưa qua ở đây, qua, qua Mỹ Dạ vâng. Và cái chi tiết chú nói cho tôi. Rất là rõ ràng là chú có quốc tịch trước khi cháu nó sanh, nghĩa là hơn 16 năm rồi, và cả hai cháu này khai sanh không có tên cha, phải không ạ? Dạ phải. Dạ vâng. Thưa chú, ngoài cái chi tiết này, chú còn chi tiết gì không? Nếu mà không thì tôi sẽ hết mình trả lời cho chú. Dạ không. À, cảm ơn chú. À. Dạ vâng, Cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, trong cái tình trạng này, trong cái tình trạng này là cái chi tiết mà cái quan trọng nhất mà tôi phải nhắc nhở là như này là hai đứa con ngoại hôn khai san không có tên cha. Một cháu là 16 tuổi, một cháu 14 tuổi. Khi mẹ cháu đẻ cháu nó ra thì chú đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Cho nên căn cứ vào mặt luật di trú là hai cháu này có quốc tịch theo cha, có quốc tịch theo cha. Cho nên bây giờ cần làm cái gì chú Tony? Bây giờ cần làm thủ tục lấy hẹn để cho hai cháu này đăng ký cái việc sinh của cháu vào cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán Hoa Kỳ ở ngoài Hà Nội để xin cho cháu nó có quốc tịch theo cha. Cho nên cái hồ sơ này hai đứa con này chú không cần bảo lãnh mà chú cần làm thủ tục để cho cháu nó có quốc tịch theo cha có quốc tịch theo cha trong cái tình trạng này thì hai cháu có thể làm việc với đại sứ quán ở ngoài Hà Nội hoặc là lãnh sự quán ở Sài Gòn. Khi mà khai săn của cháu không có tên cha thì phần trăm cao cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán khi làm thủ tục cho cháu sẽ yêu cầu thử DNA hoặc là thử để xem đây có phải là con ruột của chú hay không tất cả cái thủ tục này chú có thể liên lạc với những văn phòng nào để giúp cho chú hoặc là liên lạc với tôi sau nhưng mà căn cứ vào cái mặt luật là hai cháu nó có quốc tịch theo cha tốt nhất chú phải làm cái thủ tục này trước khi con của chú 18 tuổi cảm ơn chú Tony ở Mississippi rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Lệ ở Houston xin mời chị Lệ lên tiếng nữa Mời chị lệ lên tiếng mời chị vặn nhỏ cái tivi xuống đi ạ mời chị trực tiếp hỏi câu hỏi đi chị lệ. Hello dạ vâng mời chị. Yeah. Hello dạ à, tôi tên là lệ đó xin chào luật sư à. Dạ vâng ạ. À, tôi có một cái câu hỏi là tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho đứa em ở bên Việt Nam. cái hồ, hồ sơ thì à, tôi nộp là ngày 13 tháng Giêng năm 2005. Dạ sở giỗ chúng nhận là 20 tháng Giêng 2005 và cái hồ sơ này được lưu á là tháng ngày 13 tháng 4 năm 2009. Thì à, à một trong à, những đứa con của người em á thì cháu á, sinh năm 1991 cũng muốn hỏi thử xem là à, cháu này thì có thể uh, đi được hay không ạ? À? Cháu nó còn độc thân hay không? Dạ à, cháu còn độc thân mà sao cháu sinh là, là tháng 7 của năm 1991 á. Dạ vâng, cho nên để chú cho tôi nhắc nhở cái chi tiết ha. Nộp hồ sơ tháng 1 dạ. năm 2005 chấp thuận tháng 4 năm 2009 phải không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ. Dạ vâng. Còn em của cháu nó có đứa nào sắp sửa 21 hay không? Dạ không, chỉ có một cái cháu đó là lớn tuổi nhất trong mấy đứa kế tiếp mấy cháu là bao nhiêu tuổi ạ? À? Đứa kế tiếp dạ, là đứa đứa bao nhiêu tuổi ạ? đứa kế tiếp thì mới có 10 um, nó sinh năm 2002 đó. Là mới có 14 năm tuổi năm. thôi dạ năm dạ, nay nó mới có 14 uh, tuổi thôi ok cô lại còn câu hỏi gì nữa không nếu mà không thì tôi dạ, sẽ không, trả lời cho cô dạ không chỉ có câu hỏi cô... đó thôi tại vì muốn biết thử được cháu nó đi được không hiện nay nó cái uh, chuẩn bị để nó qua đây Thành nó nó không có chuẩn bị một cái gì để làm cho tương lai đó. thành ra dạ, mình vâng. biết để mình dạ, chuẩn bị cho cháu từ bây giờ dạ vâng cảm ơn cô lại rất ra. là nhiều dạ vâng dạ. thưa cô lại cái câu trả lời cho cô là phần trăm rất là cao cháu nó không được ăn theo cha mẹ À, phần trăm rất là cao là đứa cháu này bây giờ là 25 tuổi không được ăn theo cha mẹ thì đây là cái lý do tại sao là khi mà người con đi ăn theo cha mẹ thì phải là độc thân thì cháu nó độc thân mà phải dưới 21 tuổi 21 tuổi thì người ta tính theo cái mặt luật Child Status Protection Act là C-SPA thì cái C-SPA tính trong cái mặt luật này là như thế này cô là nộp hồ sơ vào tháng 1 năm 2005 và được sở hữu chú chấp thuận là tháng 4 năm 2009, nghĩa là 4 năm 3 tháng. 4 năm 3 tháng, nghĩa là cháu nó được cộng từ 21 tuổi cho thêm 4 năm 3 tháng là 25 tuổi 3 tháng. 25 tuổi 3 tháng thì bây giờ là cháu nó đã là 25 tuổi 2 tháng rồi. Đó, cháu nó sinh tháng 7 năm 91 thì bây giờ cháu nó 25 tuổi 2 tháng mà hồ sơ này cao nhất được đi 4 năm 3 tháng cộng với 21 là 25 tuổi 3 tháng. Thì bây giờ cái ưu tiên 4 nó mới được quyền phỏng vấn năm 2003 thôi. Hồ sơ này năm 2005 cho nên phần trăm rất là cao. Có thể mình nói hoàn toàn là cháu nó không được ăn theo. Tại vì cái thời điểm cộng chỉ có 4 năm 3 tháng thì sắp sửa hết cái thời điểm đó rồi tại bây giờ cháu nó 25 tuổi 2 tháng mà cái thứ tự này còn ít nhất là trên 2 năm nữa mới tới thì đây là cái lý do tại sao cháu nó không được ăn theo à, Cảm ơn cô lại rất là nhiều Và bây giờ tiếp tục khu vực Dallas Forward cho Tuấn xin mời anh Hùng Xin mời anh Hùng lên tiếng đi ạ Anh Hùng xin mời anh lên tiếng đi anh Hùng Vâng vâng Dạ đây là chương trình luật di trú và nhập tịch ạ. À. Thưa anh có chuyện gì hoặc thắc mắc gì để cho tôi giúp vâng. trả lời cho anh ạ. Vâng. Mời anh lên kênh. Chào luật sư Tuấn ạ. Dạ vâng, xin mời anh trình vâng. bày đi ạ. Mời anh trình bày đi anh Hùng ạ. Tôi là Hùng, tôi... Anh Hùng, xin mời anh trình bày đi. Tôi sang Đà Lạt này tháng 10 theo việc visa đặc biệt của Bộ Ngoại Hoa Kỳ, tức là những người làm việc trên 15 năm như của Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ được định cư cùng gia đình. Dạ, vâng. Để. Thì bây giờ cái câu hỏi và cái thắc mắc của anh Hùng là cái gì ạ? À, khi tôi sang đây thì là sau uh, 35 ngày thì cả gia đình nhận được thẻ xanh thì cái thẻ xanh của tôi là bị dán lộ ảnh của con gái vào. Dạ vâng. Dạ vâng. Để anh tháng mười tháng 11 thì tôi đã đến sở y chú thì người ta có nói là đấy là lỗi tại người ta và người ta yêu cầu tôi viết lại form tôi đã gửi form đi dạ vâng đến cuối tháng 12 thì người ta lại yêu cầu tôi ra chụp ảnh và lăn tay lại dạ vâng thì tôi chờ đến tháng 3 cũng chưa thấy thẻ tranh thì tôi lên sở đi chú thì người ta nói là chỉ biết trường hợp của tôi là tăng đinh thôi và người ta có uh, dạ, ra cho visa của tôi thì lúc đấy visa của tôi là hết hạn ra dạ, sáu tháng nữa mà giờ visa của tôi cũng đã gần hết hạn thì người ta cũng chỉ anh hùng, nói là tôi xin lỗi hết tôi cắt ngang hạn, anh hùng nha anh hùng tôi cắt ngang anh nha tại bây giờ hết bây dạ. giờ cho chương trình rồi ngoài cái tình trạng của anh còn ai bị nữa không hay là chỉ có mình anh duy nhất thôi dạ vâng À, sorry anh Hùng nha tại vì bây giờ hết thì giờ uh, cho phần đầu của chương trình rồi Thưa quý vị, uh, quý vị đang theo dõi chương trình luật truy chú với nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hít Tuấn Và chiều tối nay là ngày 12 tháng 9 của năm 2016 Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình chiều tối nay Và phần 2 thì chúng ta sẽ đề cập cái câu hỏi và cái thắc mắc của anh Hùng